cô chú anh chị và các bạn. Nhìn cái nàng công chúa nhà Mai nè. Con ray mập nó ngồi, nó nhìn ra cái cửa cửa sau, nó đòi đi ra ngoài á cô chú anh chị. Nó cũng hóng hớt ham chơi giống như chủ của nó vậy đó. Lại lên muội đi, trễ giờ này con. Hôm nay thì ông tả Mai đi làm rồi nên Mai sẽ là người chở xíu muội đi học nha. Ngân thì nó tự đi ra bus, nó lớn rồi cả nhà, chỉ còn em xíu muội thôi. Không chưa? Đi. Ăn xong là biết dọn dẹp nha cô chú anh chị. Sẵn tiện Mai sẽ đem đồ của ổng đi giặt cho ổng luôn. Này hôm nay trời mưa lâm râm ha, hôm nay là chắc là mưa sẽ cả ngày luôn á. Dự báo thời tiết nói là như vậy. Xí muội. Really? Mấy giờ xe buýt tới con? 38 hả? Yeah. Mình 30 còn 8 phút nữa. Con chào ông bà cô chú đi. Con chào ông bà cô chú. Xíu mùi điệu. Cái làm cái mặt đó. Con có hào hứng đi học ngày hôm nay không? Không. Con có excited to go to school? Không. Sao vậy, con thích đi học hả? What? Con có thích đi học không? Không. Không. Trả lời thẳng thắn dễ sợ. Okay. Tôi thấy ơi, nói con mệt mỏi. Làm gì mệt? Ăn ở không cũng mệt đó hả? Ăn ở không cũng mệt đó hả? Kì gì? Bó tay luôn. Xíu muội lười biếng. Đó, cô chú anh chị thấy không? Nói chung là đi học thì cũng đâu ai muốn ha. Hồi nhỏ mình đi học mình cũng không muốn nữa, chứ đừng nói tới tụi nhỏ. Đây, mới đây 8 phút rồi. Đó, mấy xe khác cũng đậu sẵn rồi đó. Con chuẩn bị sẵn sàng nha. À, xe bus tới rồi đó, chấm vàng vàng đó cô chú anh chị. Ba con. It's morning down here. Ơi, love you. Love you. Đó, bà đi ra rồi. Bye bye. Một đàn vịt bắt đầu chạy ra cô chú anh chị tại trời mưa lâm râm á. Chờ hai chiếc xe bus luôn nha, một chiếc đang còn đợi phía sau nữa cơ. Biết xe bus đó là xe bus của trường khác hay sao? Bây giờ thì Mai đem đồ ra đi giặt cho ông á, mập bụng bự ha. Thế Mai về tới nhà rồi cả nhà. Sẵn tiện lấy mấy cái đồ đem đi giặt thì Mai lấy mấy cái đồ giặt xong rồi đi về luôn ha. Mấy bữa nay là ông xã Mai là đi làm sớm lắm nên là không có đem đồ ra ngoài giặt ủi được. Cô chú anh chị, Mai lấy thịt bò với lấy bò viên ra để lấy nước phở ra. Tối nay chắc là già Mai ăn phở quá. Và sẵn tiện thì Mai lấy cái cháo cá lóc này ra nè cô chú anh chị. Cái cháo này Mai mua trên ứng dụng WEEE đó, chuyên bán mấy cái đồ châu Á. Thì sẵn tiện hôm nay Mai sẽ ăn thử và review cho mọi người cùng xem luôn ha. Cái này hình như mấy đồng ở trên đó Mai quên mất tiêu rồi. Nhưng mà cháo, bột cá lóc, bánh canh cá lóc, cá mèn. Người ta nói cái này là phải để đông đá nha, dưới âm 18 độ. Đây là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ha, sản phẩm của Việt Nam. Trời, lần đầu tiên mà ăn cái mà đông đá vậy. Đây, cái này là hướng dẫn sử dụng nè cô chú anh chị. Rồi, người ta hướng dẫn sử dụng mình sao. Đây cũng lần đầu tiên luôn đó. Mai cũng chưa bao giờ ăn thử cái này. Và thấy trên mạng người ta bán nhiều lắm nên là quyết định sẽ phải ăn thử. Hướng dẫn sử dụng, cái thứ nhất là bỏ vô nồi nấu nè. Cái thứ hai là có thấy bao nhiêu phút đâu trời. Cái thứ ba, à đây này nè, à, pha gói nước sốt với 400 đến 500 ml nước lọc rồi đun sôi.
Xong rồi bước thứ hai là cho sợi bánh canh và cá lóc vào đun khoảng 3 đến 5 phút cho tới khi sợi bánh canh mềm. Đổ ra tô, cho liều lượng vừa đủ. Gói tương, nêm sa tế và hành lá vào rồi thưởng thức. Ok, bây giờ thử thôi cả nhà ha. Đó, trước tiên thì mình sẽ để nước nha. Đã nói là 4-500ml, 200. Chút xíu nữa đi. 10. Cái này là cá lóc nè cô chú anh chị, nguyên miếng ha. Thì đây là họ có miếng cá lóc thiệt chứ không phải là cái này chỉ là cái ấy thôi. Nước sốt không cay. Người ta nói là pha gói nước sốt nè. Rồi pha gói này nè. Trong này vẫn còn chút xíu nữa. Rồi, nấu lên. Nó cả nhà, mình nấu cái nước này sôi lên cho nó tan cái gì đó, gia vị của nó ra. Rồi bây giờ thả cái sợi bánh canh vô. Cá lóc vô nữa. Mà cá lóc thì bây giờ nó cứng. Nó đông đá mà cả nhà. Cắt là phải dịch. Cắt thêm phía bên này nữa cho nó ra. Nấu tới khi nào cái sợi bánh canh này nó mềm ra ha. Trời, cái gói cá lóc này là nó bay từ Việt Nam qua đây đó cô chú anh chị. Nó đi đường máy bay chứ không phải là nó đi đường ấy đâu. Nó cũng vất vả lắm á. Nó đông đá cứng nhắc à. Vì mày hôm nay mày làm cái nồi này nó hơi bự so với cái đáng lẽ là phải lấy cái nồi nhỏ hơn ha, nhưng mày kệ đi. Là cái sản phẩm này cho những ai mà không biết nấu ăn ha. Và những ai mà đi làm về mệt, không có muốn nấu, không có muốn lít kích. Thì này là cá lóc thiệt nha. Ăn cũng đỡ cực cả nha. Cá lóc này là không phải là nguyên miếng đâu mà người ta xay ra cả nha. Hình như nó cũng có nguyên miếng mà có mấy cái nó vụn nữa. Thì để mày coi thử coi chút mày đổ ra rồi mày review cho mọi người cùng xem ha. Thử coi nó ngon như thế nào, dở như thế nào. Hình như là 6-7 đồng gì ở trên Quy người ta bán. Tô này cũng khá ổn á nha. Cũng bự bự chứ không có nhỏ đâu. Cả nhà ơi, nó đã bắt đầu mềm ra rồi ha. Bây giờ mày để hành vô. Trong này họ có một cái gói hành khô cho mình để vô luôn nha. Cái này là giống như là ớt ấy cả nhà. Thì mình sẽ bỏ theo liều lượng sở thích của mình ha. Mình ăn cay thì mình bỏ nhiều, mà mình không ăn cay thì mình bỏ ít. Này giống như là sa tế vậy đó cả nhà. Nhìn cũng hấp dẫn đó ha.
đúng thời buổi hiện đại hải điện thiệt. Cái miếng cá lóc nó cũng mềm rồi đó, nãy thì nó còn hơi cứng, bây giờ nó mềm rồi cả nha. Giờ máy tắt bếp đây. Bắt đầu đổ ra tô. Mai thì cái này nó cũng ít thôi nên đổ ra cái tô nhỏ như vừa nha. Nhìn hấp dẫn ha, ngon nha ngon nha, nhìn có vẻ được ổn áp á cả nhà. Đây bây giờ là tới màn review ăn thử coi sao cả nhà ha. Hấp nôn quá. Giao diện thì nhìn cũng khá là ổn ha, giao diện thì nhìn ok, nhưng mà còn khẩu vị thì để mai ăn thử rồi mai sẽ review cho mọi người xem. Thậm chí là có nguyên một miếng cá lóc đàng hoàng nha cả nhà, chứ không phải là đồ ăn chay ha, không phải là chỉ có mấy miếng hình ảnh mang tính chất minh họa. Ngon nha. Wow, không ngờ. Ngon nha cả nhà. Ngon. Một tô như vậy là ăn vừa đủ một bữa ha. Đúng theo khẩu phần của người Việt Nam mình. Còn cái nếu mà so với lại bên Mỹ này á thì nó hơi ít. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình ăn như vậy là vừa rồi. Ngon nha cả nhà. Mình nấu á, mình nấu kỹ kỹ một chút xíu sợi bánh canh nó mềm ra ha. Ngon cả nhà. Đậm đà. Nói chung là nó vừa ăn lắm. Nó có sự sền sệt béo béo giống như là bánh canh ở Việt Nam vậy đó. Nước nó sền sệt đó cả nhà. Nãy mày có để một miếng ớt vô nó cay cay the the cũng ngon. Nếu mà ai không ăn được ớt á thì đừng có bỏ cái gói này vô cả nhà. Cái gói này gọi là tương ném sa tế gì đó. Trời ơi. Dành cho người ăn cay, họ cũng có ghi rõ trong này ha. Dành cho người ăn cay, còn ai không cay thì đừng có bỏ vô. Mai thì mai chưa có bỏ hết đâu, mai bỏ chỉ có khoảng một nửa thôi đó. Một nửa hoặc 2/3 gì đó. Cái miếng cá lóc có xương nha cả nhà, cẩn thận nha. Cẩn thận là vẫn còn xương nha. Bạn đây này là cá thiệt chứ không phải là cá giả cả nhà. Này mà sáng ra mà xa chợ giống như Mai nè, mua về làm ăn sáng cũng ngon ha. Không cần phải cầu kỳ. Ăn mì gói á, thì nó không có chất. Còn ăn cái này là mấy cá lóc thật nên là chắc chắn là nó sẽ có chất rồi. Do đó là cái đồ này là đồ thật á, nên thành ra là do đó là họ phải bảo quản trong tủ đông là đúng rồi. Mình mua về là mình phải bảo quản trong tủ đông á. Nếu mà để trong tủ mát là chắc miếng cá này nó hư rồi đó, nó chương sình ra luôn rồi. Ngon thiệt cả nhà, để mà ăn thử cái miếng cá lóc này rồi mà cho ý kiến ha. Ăn miếng nhỏ quá chưa cảm nhận được, bây giờ phải ăn miếng to hơn. Cá lóc vẫn còn cái vị dai của thớ cá và không có mùi tanh cơ chú anh chị, đặc biệt là không có mùi tanh nha. Được duyệt. Với một người mà ham ăn ham uống như Mai mà nó gọn nhẹ như vậy thì nó quá là tiện ha. Mai rất là thích.
Để mai lên ứng dụng Quy mới kiểm tra lại thì coi cái gói này bao nhiêu tiền. Đây, mày thấy cả nhà. Đây, Carmen bánh canh cá lóc đông lạnh 6.99 cả nhà. Là 7 đồng ha, trên ứng dụng Quy đó cả nhà. Họ bán 7 đồng. 7 đồng thì ok cũng được cả nhà. Họ bán mà họ bên bao tới đây rồi, so với giá bên Mỹ này mà 7 đồng này thì cũng ok đó. Ở nhà mình có sẵn, khỏi cần phải đi đâu, khỏi cần phải chạy ra ngoài đường. Mà cái món này ở bên Mỹ nhiều khi chắc họ không có bán nữa, nhà hàng không có bán. Tiện ha, họ còn bán nhiều loại khác nữa chứ không phải là riêng một cái loại này không ha. Mà mày thấy ở trong này á, đa số người ta review đều rất là tốt cả nhà. Người ta review được khi ngon hết, nên thật ra là mày mới mua ăn nè. Good, I will buy again nè, mọi người nói là tốt nè, mình sẽ mua nữa nè. Bạn này thì nói là bought several, mua rất là nhiều và rất thích, bởi vì là nó khẩu vị y như là Việt Nam vậy đó, và đặc biệt là rất là nhanh, đặc biệt là để ăn sáng, đúng là như mày nói cả nhà ha. Ăn sáng rất là tuyệt, bởi vì một bữa sáng nhẹ nhẹ như vậy thì cũng ổn cả nhà, tại vì chưa sáng gì cũng nhẹ cũng ổn hết á. Nhưng mà cái này thì phải nấu trên bếp ha, chứ không phải là mình mang đi làm để mình nấu được. Vì mang đi làm thì không có bếp lò, cái này mình phải nấu bếp lò thì nó mới chín được nhiều. Tại vì cái này, cái bánh canh, nó sợ bánh canh khi mà nó đông lạnh á, mình cần thời gian mình rã đông. Quá chừng không? Mày lấy chai nước yến mày uống nữa. Ăn thì lúc nào cũng thích ăn ngon, mà cứ thích muốn rồi giảm cân, không hiểu sao nữa cả nhà. Nước yến này nè cả nhà, hôm bữa mày mua ở trên Amazon nó là tới mấy đồng ta, 5-6 đồng gì một chai lận, 6 đó cả nhà. Nhưng mà khi mà bán thấy trên ứng dụng Quy á, nó bán có 3 đồng mấy một chai, đang giảm giá đó, giảm giá còn 3 đồng mấy. Cái uống này thì không phải là, nghe thấy nó không phải là ngon lắm đâu. Nếu mà dân mà sành ăn yến chuyên nghiệp á thì uống sẽ nói nó giống như là jelly, nó giống như là nó sẽ bị bở, nhưng mà mai thì mình thấy cũng được. Nếu mà mình chỉ muốn uống liền á, muốn lười á, muốn có đồ uống liền thì bạn mua cũng được. Cả nhà thấy không? Sáng ăn tô cháo, uống chai nước yến là đủ quá, dinh dưỡng rồi. Này là sáng với trưa của Mai luôn đó. Thường là ngày mang cái hai cữ thôi. Sáng với trưa sẽ ăn chung. Xương nha cả nhà. Cái này là xương. Cái là xương, cái là hột ớt. Cẩn thận nha, trong cháo này có xương, tại vì cháo thịt cá thiệt. Ngon. Rồi đó. Những cái gì mà Mai mua mà Mai thấy ăn ngon thì Mai sẽ giới thiệu với mọi người để cùng thưởng thức với Mai. Chứ là Mai còn nhiều thứ để độc hộp lắm, tại vì hôm bữa Mai mua quá trời, mọi người cũng nói Mai là ăn ngon hay không chia sẻ cho mọi người cùng biết á. Món cháo này nè. Cái sạch bánh canh này của chú anh chị, có lẽ là Mai nấu chưa được nhừ lắm nên nó vẫn còn hơi dai dai, cái độ dai của nó. Nếu nó hơi dai dai bên trong á, cô chú anh chị nào mà nấu nhừ hơn nữa thì Mai nghĩ là nó sẽ mềm ngon hơn ha. Cái sợi bánh canh nấu lâu một chút xíu, mặc dù mình thấy nó đã mềm rồi nhưng mà mình ráng nấu lâu thêm một chút xíu nữa. Nó là kinh nghiệm của Mai ha. Lần tới mình nấu á, mình sẽ nấu lâu hơn một chút xíu nữa. Nó vẫn ngon, nó vẫn không đến nỗi nào. Tại vì nếu mà nó chưa chín thì chắc chắn là Mai sẽ phải hâm lại rồi, nhưng mà nó cũng chín rồi.
ngon á bà con. Bà con mua ăn thử nha. Gì rồi? Đây hình ảnh thay lời nói nè cô chú anh chị. Mai đã ăn sạch một cái tô cháo cá lóc và uống sạch một chai yến rồi. Buổi sáng của Mai như vậy đó cả nhà. Đơn giản. Con thì đi học, chồng thì đi làm rồi, nên là Mai dọn dẹp một chút xíu rồi đi loanh quanh chuẩn bị bữa cơm chiều thì đã nấu, không phải là nấu nữa mà hôm nay ăn phở, chỉ là bỏ đồ ăn ra thôi. Rất là đơn giản và nhẹ nhàng ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem cái video review món cháo cá lóc ngày hôm nay của Mai. Món này thì đối với trải nghiệm cá nhân của Mai thì Mai thấy nó ngon thật sự cả nhà. Nó vừa vặn cho một bữa sáng ha, nhanh gọn lẹ đúng tiêu chuẩn luôn, và còn mang cái hương vị của quê nhà tới đây nữa. Mai cảm thấy là ăn cái món cháo cá lóc này á, nó giống y như cái hương vị của Việt Nam, thật sự là mà nói là như vậy ha. Ở bên Mỹ thì cái hương vị sao nó cứ khác khác một chút xíu, nó sao đó cả nhà. Mai hy vọng là cả nhà yêu thích video này của Mai. Nếu mà cô chú chị nào muốn trải nghiệm ăn thử thì cứ lên ứng dụng WEEE để mua ăn ha, khoảng 7 đồng một bịch. Mai không có quảng cáo, Mai chỉ ăn cái gì chia sẻ lại với mọi người thôi. Cái này thì ngon thì Mai nói ngon. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.